em cũng lấy, em đi chợ. Thực ra là như là bà này là cũng là nhanh nhạy đó, những người khác mà coi là chờ coi là tiền ở nhà gửi lên mấy cả thì coi là họ đi làm mấy cũng mệt. Gương một phần nó kết hợp sự may mắn khi trên giấy tờ ấy, dùng nó bảo dùng trên giấy tờ nhé, một cái ống thuốc chống đông ấy, có đang lấy tiền như là 40.000 nhưng thực ra nếu mua ở ngoài này là 75.000, ví dụ thế thì là cái nó chỉ trả cho nó chỉ là trả cái giá gốc thôi, không trả nó cái giá chân tiền. Thế cho nên là nhiều bệnh viện ở đó phải đóng cửa, như là Hà Nam cũng là Hà Nội đẩy lên, nó đẩy lên Hà Nội đấy, là bọn thằng biết là lên đâu nhé, thằng đại học y đóng cửa là vì sập tiệm gì đấy, đấy. Mà thằng Hà Đông nhé, hôm cùng nói chuyện Hà Đông nhé, anh có bảo hiểm y tế, anh muốn chạy ca 4, anh nộp 200.000 người, Hà Đông, chứ nó quá tải, còn đâu anh muốn chuyển đâu tôi chuyển anh đi hết, còn nếu anh chạy, chấp nhận chạy đây có bảo hiểm, anh có bảo hiểm, nộp 200.000 người chạy. Thế là thằng bảo hiểm y tế nó chỉ chi trả như thế rồi cùng nó nói chuyện là không biết là giao thông vận tải như thế nào, nhưng mà tương lai mà không cầm cự thì bọn em phải đóng cửa. Dị ứng người ta có thuốc để chống dị ứng. Thế cho nên là nếu không em chạy thì đến nông nghiệp phải gần không nhỉ? Đấy thì ngay nông nghiệp đây là tại nông nghiệp à, chỗ trường bệnh viện nông nghiệp đây phải gần không? Vâng, đấy thì hôm qua em cũng vào đấy, mọi người cũng cho quà này, ngân hàng VIBank quốc tế họ cũng động viên các chị y tá bên đấy, biết là em chạy y học cổ truyền nhưng mà cũng thấy em sống quanh đây gọi là động viên và nhiều lúc cũng này.